Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và thưa tất cả quý vị đồng tu, pháp danh của Phương Dung là Như Hạnh, và khi thọ Bồ Tát giới cách đây 10 năm thì pháp hiệu là Hạnh Phương. Phương Dung mong ước là với những dòng tâm tự sau đây với thầy sẽ đem đến cho quý vị một niềm vui nho nhỏ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, chiều hôm nay đạo tràng Thiên Phước long trọng tổ chức lễ hội Vu Lan với chủ đề Mẹ mãi xa con. Người khách mời đặc biệt chiều hôm nay là nữ danh ca Phương Dung, đã hiện diện nơi pháp hội Vu Lan chiều hôm nay. Và có lẽ quý Phật tử nơi đạo tràng cũng đã từng gặp cô trở về đạo tràng Thiên Phước trong những năm qua để cùng ban tổ chức làm những công tác từ thiện xã hội để làm cho tốt đời đẹp đạo. Đây cũng là một cái đóng góp to lớn cho ngôi nhà Phật Pháp của chúng ta. Một lần nữa xin quý vị dâng cao những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nghệ danh của cô Phương Dung lấy tên là Phương Dung, nhưng chúng tôi vừa được nghe cô Phương Dung có pháp danh là Như Hạnh. Sau đó cô được thọ Bồ Tát giới lấy pháp danh là Hạnh Phương. Một người ca sĩ mà biết quy hướng về giáo pháp của nhà Phật là một điều hết sức quý báu giữa cuộc đời phong ba bão tố này. Và được truyền trao giới pháp thọ Bồ Tát giới lại càng quý báu nhiều hơn nữa. Chính vì thế ca sĩ Phương Dung được hiện diện nơi lễ hội Vu Lan này cũng chính vì mục đích và ý nghĩa hôm nay. Xin thưa Phật tử Như Hạnh, ca sĩ Phương Dung, mô Phật. Những năm gần đây thầy biết rằng cô lui tới trở về Việt Nam rất nhiều để làm giám khảo cho những cuộc thi nhạc vàng, cũng như làm giám khảo cho các em thí sinh ở miền Tây đồng bằng sông Cửu Long. Song song bên cạnh đó, hôm nay chương trình giao lưu đến với cô. Theo thầy được biết thông tin, thời gian gần đây gần 5 năm, người mẹ của cô đã ra đi và không còn trên thế gian này nữa. Và cô cũng không có dịp để trở về gặp mẹ của mình dù là một lần sau cuối. Trước khi vào chuyện chính, xin mời cô giới thiệu sơ lược về bản thân của mình để cùng chia sẻ đến với toàn thể quý Phật tử nơi đây. Xin trân trọng kính mời ca sĩ. Mô Phật, con xin cảm ơn thầy. Có một nhà thơ đã nói: nếu mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu, tiếng mẹ cười. Phương Dung là một người con gái vừa mới sanh ra đã làm cho mẹ rất là cực khổ. Mẹ vừa là một người đầy tớ, vừa là một người cô giáo, vừa là một bác sĩ cho đứa con của mình, và sau đó lại là một người bạn của mình nữa. Những ngày tháng mẹ Phương Dung nuôi Phương Dung rất là cực khổ, và bệnh tới bệnh lui, đến độ có một lúc ở trong nhà có một cái quan tài nho nhỏ để chuẩn bị khi mà vừa xong là bỏ Phương Dung vô là đem đi chôn. Nhưng mà trải qua bao nhiêu lần như vậy thì cái cô bé này vẫn không lìa đời mà sống cho đến 10, 11 tuổi. Thì từ đó cho đến bây giờ Phương Dung không hề có một cái bệnh nào nữa. Những ngày tháng mẹ ẵm trên tay, nằm trên võng để ru Phương Dung, rất khó có một cái buổi nào
mẹ được ngủ thẳng giấc. Vì chỗ đó khi lớn lên Phương Dung đi hát, quý vị ngạc nhiên là sao cô này lại được mệnh danh là con nhạn trắng, là tự vì mẹ của Phương Dung thích Phương Dung mặc áo màu trắng, một cái màu áo của một người học trò đứng trên sân khấu và hát những bài hát mà mẹ ưa thích. Sau một thời gian dài làm con, rồi làm một bà mẹ với 8 người con, 6 người con trai và 2 cô con gái, luôn luôn Phương Dung hướng dẫn con mình. Quê ngoại của mẹ là ở Tầm Du, và quê ba của mẹ là ở Gò Công. Phương Dung mong ước con của mình sau khi thành đạt sẽ về đây để làm một cái việc gì nho nhỏ cho quê hương của mình, và luôn luôn trong nhà lúc nào cũng bắt buộc phải nói tiếng Việt. Cháu nội cháu ngoại đều biết ăn canh chua, biết ăn cá kho, biết ăn rau luộc, và tất cả các em đều có một cái lớp để học tiếng Việt. Phương Dung nghĩ là dù đi tới đâu, dù như thế nào, mình vẫn mang một dòng máu Việt Nam trong người. Có những cái cảnh của nước ngoài rất là đẹp, nhưng mà khi nhìn lại một con sông nhỏ, một chiếc đò ngang, một cây cầu khỉ, tự nhiên trong lòng mình có một cái niềm xúc động mà không thể nói lên lời. Cái đó là cái chi? Hôm nay có duyên lành được về đây để nói cho quý vị nghe một cái ký ức nho nhỏ của Phương Dung khi trở về Tầm Vu đi xuống đây. Nhìn lại dù cái cảnh đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà khi đi qua chợ Tầm Vu đến chợ Ông Văn, Phương Dung lại nhớ ngày nhỏ hay đi với bà ngoại mình đi trên những cái con đường đó. Bây giờ nhà cửa khang trang hơn, tất cả ruộng ngày xưa bây giờ là những cây thanh long, những vườn thanh long mênh mông. Dù vậy nhưng mà Phương Dung vẫn nhớ như in trong đầu của mình một con đường nhỏ, những bãi ruộng xanh vàng, và có những người nông phu đứng ở trên đó, có thể họ đi gặt, có thể họ lùa đàn trâu ra. Những kỷ niệm đó nằm trong tiềm thức của mình, và luôn luôn mong ước lúc nào cũng được trở về những cái mảnh ruộng, những khu vườn và những làng xóm xa xôi của thành phố Long An hay là Mỹ Tho. Nơi đó nó có chứa cả một cái tuổi thơ của người con gái, nó chứa cả tất cả những cái gì mà bây giờ muốn quay trở lại cũng không còn được nữa. Thưa quý vị, nếu mà tính với thời gian thì 26 năm nữa người con gái này được 100 tuổi. Và mong ước là ngày bốn tay này các con của Phương Dung về đây, Phương Dung sẽ dắt các em đi xuống đây để nhìn lại nơi mẹ mình sanh ra, nơi mẹ mình lớn lên, với những kỷ niệm mà cả một đời không phai giờ phai nhạt trong tâm, trong trí ức, và tất cả những kỷ niệm đó để dành lại cho thế hệ tiếp nối, để làm một cái việc gì nho nhỏ cho quê hương và đất nước Việt Nam. A Di Đà Phật. Qua lời chia sẻ ngắn về đoạn đường của Phật tử ca sĩ Phương Dung, từ nhỏ đã có bệnh tật, nhưng may thay cũng còn chút phước duyên cho đến ngày hôm nay. Và hôm nay thật sự Thầy mới biết được cái số tuổi của cô, 74 tuổi.
Wow, quá tuyệt vời. 74 tuổi so với người miền quê chúng ta đã lụng cụng rồi. Mà quý vị thấy 74 tuổi mà dõng dạc giống như người con gái 10 túng. Đây là một điều hết sức phải nói là cực kỳ so với những người sống ở nước ngoài, so với Việt Nam. Xin quý vị dâng cao những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và trong lúc mà Phương Dung đang được khán thính giả thương mến thì Phương Dung phải ngừng lại. Tại vì giữa con đường danh vọng và cái bổn phận làm mẹ, một người đàn bà đã có gia đình, Phương Dung phải ngừng lại để đem tất cả lo lắng cho gia đình. Đó là cái ước mơ. Thưa quý vị, Phương Dung biết yêu rất sớm, 5 tuổi yêu rồi. Yêu điên cuồng, yêu say đắm, yêu đắm đuối. Và cái người yêu của Phương Dung có một cái tên rất đẹp, âm nhạc. Phương Dung yêu âm nhạc và dành tất cả tuổi trẻ của mình cho nghệ thuật. Nhưng mà khi đứng trước giữa hai con đường, mẹ là mẹ 8 người con và cái con đường đi hát, Phương Dung phải ngừng lại cái niềm ước mơ mà mình đã ôm ấp, mình đã theo đuổi suốt cả đời, để có thì giờ lo công việc nhà, lo cho các em. Phương Dung ra hải ngoại rất sớm và các con của Phương Dung hiện nay đã thành đạt, có bác sĩ, có kỹ sư, có kiến trúc sư, có giáo sư. Và trong đó các em luôn luôn quay quần với nhau. Và thưa quý vị, con của Phương Dung không có tên Mỹ hay là tên Pháp, chỉ tên Việt Nam thôi. Và các em đã có dịp về đây và các em nói: con về để con học tiếng Việt. Tự vì cái tiếng Việt mình nó khó lắm, nó không như cái tiếng của người ta. Con chó đen thì kêu là con chó mực, con gà đen thì khác, rồi con ngựa đen thì là ngựa ô. Mà có khi Vương Dung hỏi: con biết cái người đen là người gì không? Người đen là Chế Linh. Các em trở về để học tiếng Việt. Và cái mơ ước sau này được trở về đây để đi từ Bắc đến Nam và làm công tác thiện nguyện cho tất cả những người kém may mắn hơn mình. Cảm ơn quý vị. Kính thưa ca sĩ Phương Dung, khoảng đời mà quý vị đã đến với con đường nghệ thuật âm nhạc bắt đầu từ khi nào, và cơ duyên nào mà quý vị được sang nơi xứ người? Và trong lúc ở những nơi đó, mẹ của quý vị trông ngóng từng giây từng phút. Và những ngày cuối đời, bà sẽ không gặp được người con gái yêu quý của mình nữa. Giờ đây, nơi lễ hội Vu Lan này, xin cô hãy chia sẻ đến với toàn thể đại chúng Phật tử những ngày cuối đời của mẹ. Quý vị không về được gặp mẹ dù là một lần sau cuối, tâm của mình lúc bấy giờ như thế nào? Xin cô hãy chia sẻ với toàn thể đại chúng Phật tử. Cuối đời của người mẹ không gặp được người con gái, đó là một cái niềm bất hạnh cho Phương Dung. Nhưng mà có những hoàn cảnh mình muốn mà không được. Lúc bấy giờ thật sự Phương Dung có hai cái nhà hàng quý vị. Hai cái nhà hàng, một cái là 200 chỗ ngồi và một cái là 60 chỗ ngồi. Và 8 đứa con, sáng sớm là phải đưa các em đến trường mẫu giáo, rồi phải đưa các em của trường nữ, rồi đưa các em đến trường nam, xong rồi còn phải đi chợ. Mà nếu mà bỏ cái công việc này thì ở trong bếp không có người nào coi á. Vì lý do đó mà Phương Dung không thể nào vì những đứa con đó
mà mình không có dịp một lần cuối cùng để nhìn lại gương mặt mà mình đã từng thương mến và đã từng giúp đỡ cho mình, đã lo lắng cho mình, đã buồn khi mình hát không được tiếng vỗ tay nhiều. Những ngày đó cho đến bây giờ, khi nhắc lại, Phương Dung còn rất là xúc động. Nhưng mà thưa quý vị, người mẹ là một người hiểu con nhiều nhất. Dù tới phút cuối cùng, luôn luôn bà đưa bốn ngón tay lên, có nghĩa là chị Tư có về kịp không? Lúc nào cũng bốn ngón tay và hai dòng nước mắt thì chảy xuống. Chị Tư có về kịp không? Những giây phút đó, bây giờ nếu đổi lại, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, Phương Dung mong ước là tất cả những quý vị nào còn trẻ có thương mẹ mình, làm cái gì đó cho mẹ mình vui. Đó là một cái sự báo hiếu mà rất là quý giá. Và mong ước là các em luôn luôn yêu mẹ mình, làm cho mẹ mình cười, và luôn luôn nhớ lại lúc nào mình đi, mẹ cũng đứng ở ngoài ngõ để trông chờ cái bóng dáng của người con. Xin cảm ơn quý vị. Với nỗi niềm xúc động của người con khi xa quê hương, mà những ngày cuối đời của mẹ không được trở về nhìn lại lần cuối cùng, đây là một điều đau đớn lớn nhất mà khi chúng ta được làm con của mẹ, dù có bận bịu công việc gì, xin quý vị chúng ta cũng hãy nán lại giây phút nhìn lại mẹ của mình, bởi vì mẹ sẽ không cùng các con đến tận cuối cuộc đời. Phía hoàng hôn ấy, mẹ cũng sẽ từ từ bước ra đi. Mẹ không thể cùng các con đi mãi hết đường đời, mà mẹ chỉ đưa các con đến cuộc đời bình yên và hạnh phúc, rồi cho con có được những mái ấm tình yêu thương. Nhưng mẹ mãi ngàn đời cũng là mẹ của con. Xin thưa ca sĩ Phương Dung, một nỗi niềm xúc động mà trong thế gian này, kể cả Đức Phật cũng là người như chúng ta, Ngài cũng đã từng có cha và cũng từng có mẹ, thì chúng ta là người con Phật, chúng ta cũng có cha và cũng có mẹ. Những giây phút mà quý vị được ở bên cạnh mẹ, thiết nghĩ rằng rất ngắn ngủi, rất là ngắn ngủi. Và những giây phút xa mẹ lại rất nhiều. Giờ đây có lẽ quý vị muốn được gọi hai tiếng mẹ ơi, chắc có lẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ gọi được nữa. Cho nên tất cả những ai tham dự trong Pháp hội Vu Lan chiều hôm nay, chúng ta hãy trân quý và gìn giữ, cất giữ những tình yêu thương đậm đà sâu lắng mà khi mẹ còn biết, còn nhìn thấy được chúng ta khôn lớn từng ngày, từng giờ và từng phút. Và Thầy cũng xin thay lời cho ban tổ chức, xin được chia sẻ những nỗi niềm mất mát lớn nhất mà trong cuộc đời của cô đã mất đi một người mẹ, một người đem đến tình thương bao la vô tận mà thế gian này không ai sánh được. Thưa ca sĩ Phương Dung, sau thời gian đó khi mẹ qua đời và trở về Việt Nam, tâm của
cô, lúc bấy giờ khi về đến nhà, mẹ đã không còn nữa. Trong tâm của cô bây giờ như thế nào, xin cô hãy chia sẻ với cùng tất cả mọi người nơi đây. Cảm ơn thầy. Và khi trở về, mình không thấy bóng dáng người mẹ đứng chờ ngoài đường ngõ nữa. Thì con có một cái cảm giác là cả cái thế gian này không còn cái gì mà con mong ngóng chờ đợi để được nhìn thấy gương mặt của mẹ, dù nhăn nheo, tóc đã bạc, lưng đã còng, nhưng mà những yếu tố đó không làm cho con bớt đi tình yêu đối với mẹ. Mẹ là một cái gì thiêng liêng nhất, mẹ là những cái gì cao cả nhất, và mẹ là tất cả những cái gì mà trong cuộc đời con mong mỏi để có được gần mẹ. Dù chỉ một giây phút thôi, con cũng xin chịu tất cả những gì bất hạnh tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa chư vị khách quý, đại chúng Phật tử và những người mẹ đáng thương đáng kính giữa cuộc đời dông bão này. Thưa quý liệt vị, tháng 7 Vu Lan về, những cánh hồng hé nở, tràn ngập trong niềm tin yêu, mong được cho ai đó cày lên áo một bông hồng đỏ thắm, rằng hạnh phúc con còn có mẹ bên đời. Một hoa hồng trắng dành cho ai đó, mãi mãi ngàn trùng cách xa tình thiêng liêng con với mẹ. Mẹ ơi, là hai tiếng từ khi con biết nói đã được gọi khi còn bên mẹ. Đến khi con trưởng thành thì hai tiếng mẹ ơi vẫn còn gọi mãi. Một ngày con vắng mẹ, chợt hốt hoảng khi bên cạnh mình trống vắng, cảm thấy cô đơn buồn tẻ. Và nhìn bên cạnh nhà mẹ con người ta vui vẻ, giỡn cười, nhưng nhìn lại thì con không còn có mẹ nữa. Một ngày, hai ngày, rồi đến năm này qua năm nọ, mong được gọi tiếng mẹ ơi, nhưng cũng hoài vọng. Đêm xứ người mưa giá phủ, nghe hôn tin mẹ mới vừa qua đời. Con tái tê chết lặng mẹ ơi, cơn gió lạnh buốt đau từng thớ thịt. Con cứ ngỡ ra đi là tạm biệt, rồi mai trời sáng con lại về. Nhưng giờ đây mẹ đã rời xa con, phút lặng lẽ tiễn mẹ vào hư không. Hình dáng mẹ từ đây con xa mãi, nơi phương trời nào có ai hay. Con mất mẹ là mất niềm hy vọng, và từ đây mãi mãi không còn. Trời đất mênh mông, chân trời vô tận, con giờ đây bơ vơ giữa sóng biển chập trùng muôn lối. Đường phía trước còn nhiều chông gai, những cạm bẫy nghiệt ngã của cuộc đời. Con rất sợ khi con không có mẹ. Niềm tin hạnh phúc của con mãi mãi đã mất từ đây. Có những gia đình người mẹ vì ngày mai muốn cho con của mình tươi sáng, mẹ sẵn sàng gian nan vượt qua tất cả
buôn tảo bán tần, tất bật đi ngược về xuôi, dù có đi sớm về trưa, dãi dầu mưa nắng, hay phải bôn ba khắp nẻo đường đời. Ngày về cũng chỉ đem niềm vui cho con, tình thương mẹ dành cho con là như thế. Nhưng có những đứa con lại quá lạnh lùng với tình cảm đó, có những lúc làm cho mẹ buồn, mẹ khổ, nhưng mẹ sẵn sàng tha thứ cho con. Và có những lúc mẹ thắt ruột bầm gan khi con nói những lời cay đắng với mẹ, nhưng mẹ cố nuốt dòng lệ mặn vào lòng và không than trách gì. Tình cảm của mẹ muôn đời khắc mãi, nghĩa dưỡng nuôi đó phải lòng ghi. Mẹ cho tất cả nên thì, đền ơn đáp nghĩa đường đi tỏ tường. Tất cả trên cuộc đời này dù có thay đổi, nhưng tình thương của mẹ dành cho con mãi mãi không đổi thay. Cho dù con của mẹ bất hiếu đến đâu, ngỗ nghịch với mẹ đến giường nào, mẹ vẫn thương con, nhớ nghĩ về con và chấp nhận hy sinh vì con hết quãng đời của mình. Viết cho ngày lễ Vu Lan, mẹ ơi lau khô dòng nước mắt, mẹ khóc hoài đau lòng con mẹ ơi. Ngày mai con xa mẹ lưu lạc ở xứ người, con nhớ mẹ mà không sao tìm được, mãi ngàn đời mẹ là của con. Nếu bất chợt có ai hỏi con rằng, nếu cho con một điều ước thì con sẽ ước gì, con sẽ trả lời ngay không do dự rằng con muốn cha mẹ sống đời với con, để làm chỗ tựa nương, để hướng dẫn cho con đi suốt cuộc đời. Tất cả trong mọi chúng ta đừng để quá muộn màng rồi giật mình khóc lóc than thở, sao con chưa đền đáp được gì mà mẹ lại bỏ con đi. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy làm tròn bổn phận của mình, là một người con hiếu thảo, để rồi một ngày nào đó vô thường đến phải xa cha, xa mẹ. Chúng ta không cảm thấy ăn năn hối hận và bớt đi sự xót xa, hối tiếc khi bàn tay ta từng nắm đất đắp lên mộ của người. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong, lá ngô lay ở bờ sông, bờ sông vẫn gió người không thấy về. Xin người hãy trở về quê một lần cuối, và một lần về cuối thôi. Người về lại bến sông trôi, người về lại đã một thời tóc xanh, lệ xin giọt cuối để dành vương trên mộ mẹ nương hình bóng cha. Hôm nay một lần nữa cho chúng con quỳ dưới chân cha mẹ và nói với lời cha mẹ luôn bao dung tha thứ cho con. Vì con quá dại khờ nên lời nói sâu thẳm từ đáy lòng, nhưng chúng con vẫn day dứt xót xa. Thiên thu sống không rời tay mẹ, tuế nguyệt cười chẳng rẽ đường duyên, ân sâu nghĩa nặng chưa đời, vần thơ gian dở con xin tặng người. Hy vọng chắc chắn một điều là dù cha mẹ còn ở bên chúng ta hay không còn bên cạnh nữa, nhưng cha mẹ vẫn theo dõi từng bước chân và đưa tiễn chúng ta đi vào cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Mong là mỗi mùa Vu Lan về, con sẽ nhận được một hoa hồng đỏ thắm và hãnh diện với mọi người rằng con còn có mẹ. Và xin chia sẻ với tất cả những ai bất hạnh,
không còn cha mẹ trên đời, để Vu Lan về mình cúi đầu nhận một hoa hồng trắng, trắng trong như đời mẹ, trắng bạc như là nỗi khổ của mẹ. Đạo tràng Thiên Phước, chúng con chúng tôi đã tổ chức những ngày tưởng niệm về mẹ vào năm 2013 với chủ đề Tiếng Vọng Tình Thâm, năm 2014 với chủ đề Giọt Nước Mắt Muộn Màng, năm 2015 với chủ đề Thiên Thu Tình Mẹ, năm 2016 với chủ đề Giờ Mẹ Nơi Đâu, năm 2017 với chủ đề Mẹ Ơi Con Đã Về. Mỗi chủ đề là những cung bậc yêu thương sâu lắng, chứa đựng những tình thương mặn nồng của mẹ dành cho con. Và năm 2018 này, ban tổ chức gửi đến những ai không còn có mẹ và đã mất đi những tình cảm quý giá đó, hãy trân trọng, gìn giữ những giây phút thiêng liêng khi chúng ta còn bên những cung bậc yêu thương của cha mẹ. Và chúc cho những ai còn mẹ hãy trân quý những giây phút đó, đừng để một ngày kia chợt mẹ không còn nữa thì chúng ta có hối tiếc cũng muộn màng. Giờ đây, thay lời cho ban tổ chức, chúng con chúng tôi xin được long trọng tuyên bố khai mạc lễ hội Vu Lan với chủ đề Mẹ Mãi Xa Con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được tri ân công đức quý Ngài, cầu Phật gia hộ cho chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni pháp khể khang an, chúng sanh vị độ, mãi là bậc thạch trụ nơi chốn tòng lâm, để hàng hậu học chúng con nương nhờ mà tu tập. Trong lúc chúng con cung đón quý Ngài, không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Với lòng từ của quý Ngài sẵn có, mà niệm tình quan hỷ chúng con được trọn phần công đức trong mùa lễ hội năm nay. Và cũng xin thay lời cho ban tổ chức tri ân công đức quý Phật tử xa gần đã hỷ tâm trở về tham dự lễ hội chiều hôm nay. Và ban tổ chức xin được tri ân công đức Phật tử Nguyễn Thị Kim Quỳnh, pháp danh Tâm Ngọc, tại Texas, Hoa Kỳ, đã gửi về những lẵng hoa cũng như tịnh tài để dâng lên cúng dường trong mùa lễ hội Vu Lan năm nay, cũng như hồi hướng công đức cầu siêu cho thân mẫu vừa qua đời. Xin được tri ân gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thùy Linh, quận 8. Tri ân gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hoa, quận 8. Tri ân gia đình Phật tử Trần Thiện Mỹ Linh, pháp danh Hạnh Phước. Tri ân gia đình Phật tử Hạnh Tâm tại Định Quán, Đồng Nai. Tri ân công đức gia đình Phật tử Hạnh Từ tại Cali, Hoa Kỳ. Tri ân công đức gia đình toàn thể quý Phật tử là của Phật tử Đạo Tràng Chùa Thiên Phước tại nơi đây. Và xin được tri ân ca sĩ Phật tử Phương Dung đã đến đây chia sẻ cho lễ hội và cũng như góp phần công đức tịnh tài để xây dựng tiếp tục nơi đây. Một lần nữa xin được thay lời cho ban tổ chức thành kính tri ân quý liệt vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.